Ok, chúng ta sẽ đến với đối thủ gì đây? Panama. Nước cạnh cạnh nước Mỹ. Panama chuyên xuất khẩu chuối. Cái cục gì đấy nhỉ? Về tượng. Ghi mã. Để tốt này chăng? Sau đó ghim tượng vào. Đúng như vậy. Đây mình sẽ ghim trước. Này thì đây tốt này. Tốt lên. Chắc mình ăn nốt rồi. Làm gì? Tên tượng. Đẩy lên không nhỉ? Ăn ăn lùi tượng về. Cờ này cũng chưa biết đánh thế nào đây. Đẩy tốt xuống. Chắc không nhập thành. Cơ này cần gì nhập thành. Lùi tượng về. Rồi mình sẽ ra chiếm cốt C. Ra mã đấy. Đây không được. Ăn tượng. Ăn tượng đi. Chú thấy là nếu trắng lấy tượng ăn thì mình sẽ chạy hậu và trắng sẽ lợi quân, nhưng mà đây thì trắng không nhìn thấy, à, xin đen không nhìn thấy rồi. Nước dễ thế mà không nhìn thấy. Phem. Về mã. Giờ đấy á. Nhập thành cho an toàn. Đẩy tốt lên. Ok, mình sẽ đẩy xuống. Đổi quân. Vua đi vi hành rồi. Lại về. Đây mình sẽ chiếu bắt xe. Chúng ta thấy là đứng quân mã rất đẹp. Rất khó cho đen. Vào xe cũng vẫn bị
vẫn mất, nhưng mà để xem, chắc là định lên đây đuổi hậu, nhưng mà làm gì còn hậu nữa mà đuổi vào đấy. Chơi đi. Tạm thời lùi về phòng thủ lên tốt. Lên xe, lên hậu chứ. Lên ý. Xuống đấy. Vào xe, giữ tốt như vậy định nhảy mã lên đây. Chúng ta dễ thấy. Nhảy mã lên đây mình sẽ đẩy tốt đuổi mã luôn. Không nhảy thì vẫn lên. Đen đang gồng mình lên phòng thủ. Rồi, giờ đổi hậu. Không đổi. Bí cho em. Xuống đấy. Chiếu đây luôn. Kinh. Chúng ta thấy đen rất ngoan cố. Nếu thua sẽ mất 10 elo. Chúng ta đang phải rất cong mình phòng thủ. Cờ chưa? Chúng ta đưa mã lên, mình sẽ đưa xe xuống chiếu hết. Cũng chưa hết nhưng mà một nước nữa sẽ hết, lên mã rồi. Hậu mình ăn vào đây là hết rồi. Tao thuộc Panama, đất nước trồng chuối, làm sao mà ăn được Việt Nam.